Sau khi trở thành tâm dịch mới của cả nước, Hải Dương đã tiến hành giãn cách xã hội từ ngày 16 tháng 2. Vì vậy, một số lượng nông sản đến kỳ thu hoạch khổng lồ không thể tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu, khiến người nông dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Rất nhiều cơ quan đoàn thể, cá nhân đã chung tay giải cứu nông sản giúp đỡ bà con nơi đây. Trong đó, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phát động sự đóng góp của cán bộ công nhân viên chức trong Cục và sự đồng lòng của các nhà hảo tâm trong cả nước hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ hàng chục tấn nông sản. Khi mà nghỉ Tết Nguyên đán xong thì Cục Xúc tiến Thương mại đã rất là khẩn trương và liên hệ với lại các địa phương này xem cần cái sự trợ giúp gì. Và trước cái sự đề xuất đó thì Cục cũng đã có chủ động là liên hệ và kết nối các trung tâm xúc tiến thương mại của các tỉnh như là tỉnh Hải Dương, đặc biệt là tỉnh Hải Dương, tập trung vào tỉnh Hải Dương, Sơn La rồi một số địa phương khác, kết nối các trung tâm xúc tiến thương mại, các sở công thương của các địa phương này với lại các trung tâm xúc tiến thương mại và các sở công thương của các địa phương khác để tạo thành một cái mạng lưới liên kết nhằm tăng cường cái thông tin cũng như là các đầu mối mà có thể là tiêu thụ được sản phẩm nông sản của địa phương. Thứ hai nữa đó là gần đây nhất thì Cục có một cái sáng kiến, đó là giao cho đoàn thanh niên của Cục và kết hợp phối hợp với đoàn thanh niên của Bộ Công Thương là liên hệ với các doanh nghiệp, trong đó là có cả các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia, có cả các doanh nghiệp trong cái mạng lưới là câu lạc bộ xúc tiến thương mại, mạng lưới các doanh nghiệp xúc tiến thương mại quốc gia của Cục Xúc tiến Thương mại, mà đề nghị là các doanh nghiệp này hỗ trợ bà con nông dân của tỉnh Hải Dương tiêu thụ nông sản, và cái số nông sản mà mua được của tỉnh Hải Dương, bà con nông dân tỉnh Hải Dương thì sẽ đem đến để cung cấp miễn phí cho các đối tượng như là viện dưỡng lão, như là làng trẻ em mồ côi, rồi thì doanh trại quân đội, rồi thì bệnh viện, trường học, vân vân, là những cái đối tượng mà chúng ta có thể là làm công tác như là thiện nguyện và đồng thời là có thể là tiêu thụ được nông sản. Những ngày qua, cùng với sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp Nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế Hải Dương và sự nỗ lực của Đoàn Thanh niên Cục Xúc tiến Thương mại, rất nhiều chuyến xe nghĩa tình đã chở hàng chục tấn rau bắp cải, su hào, cà rốt, cà chua và hàng chục ngàn trứng chim cút thu mua từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm đã được phân phối miễn phí đến bếp ăn của các bệnh viện lớn, các trung tâm SOS, các trường học và các nhà bảo trợ trẻ mồ côi của Hà Nội, Phú Thọ và Hải Phòng.